nên biết đại bồ tát ấy biết dành đạo dừng nghỉ biết dành đạo chẳng dừng nghỉ biết dành sanh biết dành diệt biết dành trụ dị biết dành tham sân si biết dành không tham không sân không si biết dành kiến biết dành phi kiến biết dành tà kiến biết dành phi tà kiến biết dành tất cả kiến triền tùy miên kiết phược biết dành sự dứt trừ tất cả kiến triền tùy miên kiết phược biết giành danh biết giành sắc biết giành danh sắc biết giành nhân duyên biết giành đẳng vô gián duyên biết giành sở duyên duyên biết giành tăng thượng duyên biết giành hành biết giành giải biết giành tướng biết giành trạng biết giành khổ biết giành tập biết giành diệt biết giành đạo biết giành địa ngục biết giành đường địa ngục biết giành bàng xanh biết giành đường bàng xanh biết giành quỷ giới biết giành đường quỷ giới biết giành người biết giành đường người biết giành trời biết dành đường trời, biết dành dự lưu, biết dành quả dự lưu, biết dành đường dự lưu, biết dành nhất lai, biết dành quả nhất lai, biết dành đường nhất lai, biết dành bất hoàn, biết dành quả bất hoàn, biết dành đường bất hoàn, biết dành a la hán, biết dành quả a la hán, biết dành đường a la hán biết giành độc giác biết giành quả vị độc giác biết giành đường độc giác biết giành đại bồ tát biết giành hạnh đại bồ tát biết giành như lai ứng tránh đẳng giác biết giành quả vị giác ngộ cao tột biết giành trí nhất thiết biết giành đường trí nhất thiết biết giành trí đạo tướng biết giành đường trí đạo tướng biết giành trí nhất thiết tướng biết giành đường trí nhất thiết tướng biết giành căn biết giành căn viên mãn biết giành căn thắng liệt biết giành tuệ biết giành tuệ nhanh Biết giành tuệ mạnh, biết giành tuệ bén Biết giành tuệ mau, biết giành tuệ đạt, biết giành tuệ rộng Biết giành tuệ sâu, biết giành tuệ lớn Biết giành tuệ vô đẳng Biết giành tuệ chân thật, biết giành tuệ chân bảo Biết giành đời quá khứ, biết giành đời vị lai Biết giành đời hiện tại Biết giành phương tiện, biết giành ý lạc Biết giành ý lạc tăng thượng Biết giành sự chiếu cố hữu tình Biết giành tướng văn nghĩa biết giành các thánh pháp, biết giành phương tiện an lập ba thừa. này thiện hiện nếu đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa, dẫn bát nhã ba la mật đa, tu bát nhã ba la mật đa, thì đạt được những công đức thắng lợi như thế. lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế tôn đại bồ tát. Vì sao nên hành bát nhã ba la mật đa? Vì sao nên dẫn bát nhã ba la mật đa? Vì sao nên tu bát nhã ba la mật đa? Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát, vì quán sát tịch tịnh có thể phá hoại chẳng tự tại. Thể hư dối chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa. Vì quán thọ tưởng hành thức tịch tịnh có thể phá hoại, chẳng tự tại, thể hư vọng, chẳng chắc thật nên hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát vì quán nhãn xứ tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thả hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa, vì quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ tịch tịnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại, thả hư vọng, chẳng chắc thật, nên hành bát nhã ba la mật đa.